Hello đại gia đình nha, chào mừng đại gia đình đã quay lại với kênh Kiểm Ca nha. Hôm nay thì Kiểm Ca sẽ quay chia sẻ cho đại gia đình một cái cách treo đặc biệt tại quê nhà nha đại gia đình. Thì mình cái đại gia đình cũng có xem clip trước chỗ chú Tám với anh Hai đó có vận động đã làm được một cây cầu, và dự kiến ở đây thì chú Tám với anh Hai đang vận động và làm thêm cây cầu nữa để cho người dân đi qua lại phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nó dễ dàng hơn đó, đại gia đình. Thì do điều kiện là vận động chưa có được tiền cho nên cũng ở đây cũng bà con nông dân cũng chế tạo ra một cái cáp treo tự chế và mình di chuyển qua lại, nhưng mà hạn chế chỗ là không có vận động, không có chở đồ hàng quá quá nhiều được nha đại gia đình, chủ yếu là người dân đi qua lại thôi. Hôm nay mời đại gia đình trải nghiệm cùng với mình đi cái cáp treo tự chế này như thế nào nghe đại gia đình. Đó, đây cáp treo đây đại gia đình ơi, mời đại gia đình nha. Rồi tới rồi, mình bước xuống cáp treo nghe đại gia đình. Mình khi mình bước xuống cáp treo nó chạy qua bên kia giữa cái sông, cái bắt đầu là nó mình sẽ kéo dây và mình đi qua bờ bên kia nha. Đại gia đình lưu ý nha, bước xuống rồi nó chạy nhanh lắm, nhưng mà giữa sông nó đứng lại, lúc đó mình phải kéo qua. Rồi mời đại gia đình bước xuống cáp treo tự chế với mình nha. Xuất phát nha đại gia đình ơi, mình đi nha. Cảm giác siêu lưu đã lắm đại gia đình ơi. Quá chữ ngu phiêu luôn quá, bạn hiểu quá, y gan như cái cáp treo thật luôn nghe đại gia đình. Nhưng mà nó rung lắm, tại vì lên đây đó, nó độ nó cao nè đại gia đình, nó cũng mình đứng lên đây không quen mình cũng rung chân luôn á. Rồi nó chạy còn hơn là cái cáp treo thiệt luôn. Ở đây thì mấy chú mấy anh nó lợi dụng mấy cái gồng gọc này nè để mà làm sức đẩy ra, mà giữa đường mình đi á mình sợ nó đứt dây không biết mình lọt cái kinh luôn. Sợ có bao nhiêu thôi chứ mình đi cảm giác nó phiêu lưu, nó làm một cái vu dữ dằn lắm, nói chung là cảm giác lý thú lắm cả nhà ơi. Bây giờ mình trở lại bờ sông bên đây nha cả nhà, làm cho mình nhiều khi làm cho mình hốt thêm luôn á. Đó. Mình cũng đã bước lên trên cáp treo và mình quay trở lại nha cả nhà. Bây giờ mình đi lên lần nữa nha cả nhà. Gồm hết đầu quá, cảm giác lý thú quá, quá khứ luôn, nó chạy nhanh quá nhanh nè, không đỡ nổi luôn, đúng là mình đứng giữa kinh luôn cả nhà ơi. Nói chung là nhìn xuống nè cả nhà, nhìn thấy xuống cái cảnh sông nè nó xa lắm, mình đi mình không biết cái gì, nói chung là mình chỉ sợ cái là
mình đang đi qua cái nó đứt dây rất âm. Đúng là cái cảnh mà cáp treo tự chế này cũng hay, bà con nông dân mình cũng thông minh, cũng suy nghĩ ra cái cảnh này đi mà làm cái trong điều kiện không có xuồng ga, chứ không lẽ mỗi lần đi á là mình lội xong á thì nó cũng khó. Qua bên này mình đi qua tới bên này mình quay chia sẻ cho cả nhà nha, cảm giác phiêu lưu ghê, mạo hiểm lắm, mà kéo dây nó ghê chứ, cách treo mà kéo dây chắc cả nhà ít thấy cách treo giống như chỗ mình đó. Kéo dây cũng mệt lắm ạ. Đây mình đang kéo dây nè cả nhà, kéo dây khí thế luôn nha, mệt lắm, đi qua cũng mệt lắm. Bây giờ mình bước lên nha cả nhà. Cả nhà thân mến, thì đặc thù ở đây á là sông nước nè, nếu mình không có cái cáp treo tự chế này mình đâu đi qua sông này được, đâu có làm ruộng được, làm ruộng làm cấy bên đây mà xuồng ga thì đâu có nhiều đâu. Ở đây mình quay cái cảnh làm ruộng cho cả nhà xem nha, cảnh người dân trồng làm cấy làm ruộng ở đây quá mệt. Đi qua xong là cảm giác nó mệt luôn đó. Một phần mình mệt không phải là do mình kéo cái dây đó không, mà một phần mình hơi bị sợ sợ á. Ở đây thì bà con nông dân mình làm ruộng cũng nhiều lắm. Ở đây thì bà con đang làm bắp nè, bắp chưa có tới thu hoạch, còn xa xa đằng đó, phía đằng đó thì ruộng lúa người ta đã thu hoạch rồi và đang chuẩn bị xạ lúa lại nha cả nhà. Đó. Đó. Cảnh mà bên này thì điều kiện chú Tám với anh Hai định cắt cầu mà vận động chưa đủ tiền. Nếu cả nhà xem clip này á xong sau đó cả nhà nhớ quay lại cái clip mình vận động làm cầu của chú Tám với anh Hai. Ở đây thì bà con cũng có trồng một ít xài nè cả nhà. Xài này thì nó chưa có trái, thế nó mới có bông à. Ở đây có được trái à, mà trái hơi nhỏ cả nhà ơi. Nói nãy giờ mà nói chung là còn mệt á, chưa hết mệt á, sợ quá trời sợ rồi, thấy nó cao mà sợ nó đứt dây rớt xuống xong không à. Đây cả nhà đi theo mình nha, vòng vòng đây coi bà con bắp, coi cây bắp coi, bắp nó cũng đẹp quá. Chưa tới vụ thu hoạch. Này già nè. Ở vùng quê mình thì bà con làm phong phú lắm cả nhà. Các loại như bắp, đậu, lúa, mía gì đủ loại hết trơn á. Mà hôm trước giờ chưa có dịp quay chia sẻ ruộng bắp cho cả nhà xem. Nay sẵn có cơ hội đi cái cáp treo này quay ruộng bắp cho cả nhà xem luôn. Rồi đi dạo vòng vòng trong đám bắp quá, vui lắm. Nhìn nó thích lắm nha cả nhà. Đúng là ngon luôn nè. Đây nè. Bắp này là người ta gọi là bắp tẻ lai. Ở quên gọi bắp tẻ lai nè, cái màu vàng vàng này nè. Chỉ để bán thôi. Này là mới vừa được ăn thôi nha cả nhà. Được ăn là hột nhỏ nhỏ vậy nè. Đó. Bây giờ là người ta chưa có thu hoạch. Khi nào có dịp, nếu về quê ngay cái đợt mà trải nghiệm á, bà con nông dân á, người ta thu hoạch bắp á, thì mình sẽ quay chia sẻ. Mời cả nhà đi xuống cái này nha. Ở đây cái mát. Rồi cả nhà thấy mấy cái bắp không? Đưa ra nè, bắp đưa ra nè, thấy không? Đã chưa? Đó. À, đây nữa nè. Đang mệt.
đang mệt qua cái cáp treo cái là thoát tim ra ngoài luôn. Nếu có dịp cả nhà cứ về quê mình trải nghiệm thử cái cáp treo tự chế này nó như thế nào nha cả nhà. Hồi đó giờ mình đi cáp treo ở ở Vũng Tàu cũng có nè, ở Nha Trang cũng có nè, ở Núi Cấm cũng có, mà mình không có cảm giác sợ như này. Nhưng cảm giác cáp treo này mình có cảm giác nó sao sao. Cả nhà thân mến, thì nãy giờ mình cũng quay chia sẻ cái cảnh cái cáp treo tự chế tại vùng quê mình. Thì cả nhà hãy xem và hãy nhớ like và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe cả nhà. Nếu thấy cảnh quê chân thực đời thường thiết thực nhất nghe cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà ha, hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Và chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video của mình trong thời gian qua nghe cả nhà.